Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Henry đây. Và đây là kênh YouTube đầu tiên và cũng là kênh YouTube chính thức của Henry. Thì lý do mà Henry muốn mở kênh YouTube này, một phần là do các bạn đã comment trong những cái bài viết của Henry trong Instagram và Facebook chẳng hạn, là anh ơi, anh hay đi đây đi đó, tại sao anh không mở kênh YouTube để review. Thì mình đã bàn chuyện này với lại gia đình mình, và gia đình mình thấy cũng hợp lý, bởi vì mình hay đi đó, mình hay mua đồ, mình hay đi nhiều nơi. Thì mình đã quyết định là sẽ quay, mình đi đâu mình sẽ quay đó, mình mua gì sẽ review, unbox. Và mình sẽ kiểu như là quay vlog á các bạn, để cho các bạn mà không được ở chung với mình, gặp mình hàng ngày, sẽ được kiểu như là hiểu là một ngày cuộc sống của mình như thế nào. Cuộc sống của mình sáng ăn gì, uống gì, sáng đi đâu, chiều đi đâu, tối đi đâu, và mình mua những gì thì mình sẽ review. Ví dụ như là mình mua giày mới, mình sẽ review cho các bạn xem đầu tiên. Mình có cái gì thì mình cũng sẽ đăng lên đây, nên là các bạn hãy chờ đón mình đăng video hàng tuần nha. Bye bye.